Bây giờ chúng ta ra ghép thân bất thể. Thân bất thể thì chúng ta có hai loại, một loại là một nhân, một loại là hai nhân. Loại một nhân thì chúng ta có là tâm si, học, cũng nhập đúng không? Và tâm si chúng ta cũng là các bạn kia là chúng ta đang học tâm si học viên, tâm si học cũng nhập. Cả hai tâm này nó đều có 15 tâm sở học, nó bằng là 16 nhóm 16 phần pháp. Bây giờ chúng ta lấy là tâm xe một nghi, tâm xe một nghi này nó có gì vậy? Học nhân đúng không? Tâm xe học nghi này có sức mạnh không? Không sao không? Cái người mà cái nghi ngờ Đức Phật Pháp Tăng mệnh chung như vậy có thể đến xuất còn cảnh không? Có không? Vậy tại sao nó không có sức mạnh? Cái nghi ngờ nó lưỡng lự vậy thôi, nhưng mà nó vẫn có sức mạnh. Nó phân vân không biết là chọn đường nào đúng, chọn đường nào sai đúng không? Nhưng nó vẫn có sức mạnh. Bởi vì nó cho cái tâm quả phục sinh được rồi, nó cho tâm quả là việc phục sinh được em, để nó phải có sức mạnh. Nó có sức mạnh vậy nó có thiện duyên không? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thay ghép nè, nó có một nhân nên nó sẽ không có gì thiện duyên đúng không? Phải không? Nó là một nhân, như vậy nó sẽ không có hưởng duyên đúng không? Hưởng duyên là chỉ có trong tâm nhị nhân và tam nhân mình thôi, tâm ngũ lực nhị nhân và tam nhân mình thôi. Những thứ ba là tâm này tâm gì? Trong xe học mình nghĩ nó thuộc về cái giống nào? Nhưng bất thiện vậy nó sẽ không có quả gì nữa. Nó có thiện duyên không? Không anh, nó có thiện duyên không? Nó có đạo duyên không? Có không? Có không? Không. Đạo duyên nó chỉ hợp trong những tâm hữu nhân, có tí không? Nhân duyên, đạo duyên chỉ có trong những tâm hữu nhân. Coi cái bài đó này, coi cái bài đó này, hai bài cơ bản này kia đó, bảy duyên chỉ có trong một tâm á. Nhân duyên mà đạo duyên chỉ có những tâm hữu nhân, tâm vô nhân không bao giờ có thì đạo duyên không bao giờ có nhân duyên. Mà cái này có nhân không? Có không? Đó. Vậy nó có đạo duyên, có nhân duyên được không? Không được, nó có nhân mình không đấy. Nhân duyên đạo duyên chỉ có những cái tâm hữu, chỉ có trong những tâm lực hữu nhân. Nhớ là những tâm hữu nhân khác, những tâm tổng lực hữu nhân lại là khác nữa nha. Nếu tâm hữu nhân là có mặt ảnh thôi,
Nhân trưởng duy chỉ có những công tâm động lực 2 và 3 nhân. Mà cái này cái tâm kia thì có động lực không? Có phải tâm động lực không? Nhưng có cái trưởng duy nữa không? Không. Tại sao? Bởi vì nó có một nhân. Động lực của trưởng duy phải là 2 nhân hoặc 3 nhân. Mặc dù đây điều kiện của tâm tâm si hợp kia này nè, nó là động lực, đồng ý, được rồi. Nhưng mà nó có phải là 2 nhân hay 3 nhân không? Không, nó chỉ có 1 nhân, cho nên nó không có. Nắm được chưa? Mà nó thuộc cái bất thiện cho nên nó không có quả. Tại vì đúng không? Như vậy thì tâm si hợp kia nó 21 như họ không họ ba mươi là chưa nói hai cái bài với có 7 duyên với họ trong một tâm với tâm chỉ là nhân duyên, nó là cái như công thức để nhớ, để khỏi mất công mình mệt tí luận cũng đỡ thôi, rồi dài dòng nữa. Nhớ cái đáp án trước đi. Rồi. Bây giờ này chúng ta có tâm si họ cũng nhận. Bây giờ cái này là nó cũng chi pháp nó giống vậy thôi, chỉ khác cái là tâm si hợp nghi nó không có phản giải. Tâm đã khi có hoài nghi là không có phản giải. Phản giải là quyết định đúng hay sai, dù sai là cái sai cũng quyết định rồi. Cái gì kia nó sao nó là đúng là cái sai. Thì lúc nghe có quyết định nó không dạy. Còn ngoài kia là lưỡi lỡ không biết có được, nên không biết có thì nó phải không có tâm sợ thắng. Dạ. Ngược lại tâm sợ phóng vật thì nó có tâm sợ phóng giải. Tại nó có hoài nghi gì đâu. Tâm sợ phóng vật cái mắt chúng ta thấy là do ảnh hưởng của phóng vật. Khi cái tên đặt lại, người ta lấy cái tâm sở mạnh nhất trong cái tâm sở thì nó có nhất tâm sở thì tâm sở nghi có sức mạnh hơn, có sức mạnh hơn. Do đó các ngài mới lấy cái tên mà ghi đó đặt cho cái tâm này họ ghi. Họ ghi mà nó đấu lần này nó không ghi nữa thì bây giờ cũng nặng nhất. Cái tâm này nó chỉ có 15 tâm xã hợp. 15 tâm xã hợp ở tha hay gì đó. Ở tha hay là tà tha đó, so với bất thiện thì tà tha không mạnh bằng bất thiện được. Bởi vì ảnh là thuộc dạng ba phải mà. Cái anh tà tha này nôm na là cái anh ba phải đi chung với anh thiện thì anh trở thành thiện, đúng không? Anh đi chung với bất thiện anh trở thành bất thiện, đúng không? Anh đi chung với nhóm không thiện không bất thiện thì anh trở thành là cũng không thiện không bất thiện. Nó đi chung với nhóm vô ký ảnh là vô ký, đi chung với thiện thì anh trở thành là thiện pháp thiện, mà đi chung với bất thiện anh trở thành là pháp bất thiện,
nó sẽ gọi cái anh 13 tờ tha nó đó là anh ba phải, cái nào cũng phải. Thì 13 tờ tha không có sức mạnh bằng cái tâm sở chuyên ngành. Nhưng mà cái này không mạnh hơn cái này. Đúng rồi chứ. Để chính là chính là sao cái này mạnh hơn vậy. Cho nên trong đó cái phóng nhận là mạnh nhất. Cho nên cái phóng nhận mạnh nhất trong cái nhóm, cái nhóm phối hợp đó. Cho nên các ngài mới lấy cái tên phóng nhận đặt cho cái tâm si này, là tâm si họ phóng nhận. Hiểu cái cách định danh đó không? Lấy cái tâm sở mạnh nhất. Ví dụ như tâm sở, tâm phi, họ không giờ còn có là 7 tiến hành cộng cho tầm tứ cũng giải. Còn người không cho cần cộng cho mốt khi bờ tầm 15 thì hôm nay chúng ta thấy nè, bảy tiến hành là tầm thứ thắng giải cho những cái điều là của kẻ tạo tha đúng không? Bữa nay bốn sự mừng và trong bốn sự mừng si vô tài vô tiếng phóng trợ thì phóng trợ mạnh nhất ở trong cái bốn tâm sở đó. Si vô tài vô quý phóng trợ thì phóng trợ mạnh nhất. Cho cái ngày mới lấy cái phóng trợ đó đặt tên cho cái tâm si đó, mới gọi là tâm si họ phóng phóng trợ. Nơi nào có tà kiến chắc chắn là có tham nha. Mà nơi nào có tham chưa chắc có tà kiến. Mà nơi nào có tà kiến thì dứt khoát là nó có tham. Bởi vì đã có tà kiến thì có sự bám víu tà kiến đúng không? Cái người tà kiến này có rất là cái người đó có bám víu cái chủ thuyết sai lệch đúng không? Bám víu vào những cái điềm triệu điềm báo đúng không? Hôm nay là mê tính gì đó nha, con chim heo nó kêu cái có người chết, không biết nó kêu trên rừng không có ai chết không. Cứ hãy cái chim heo đó cái cứu của heo cứu mèo luôn, nó tới cứu thì ở nhà kêu cứu cái nhà con người chết, ở trên rừng nó kêu vậy không có ai chết không. Nhưng mà cái khoa học cũng giải thích nó không phải. Dù con có tới chăng nó có tới hay không tới vậy đó. Để cái người mà sắp chết cũng sẽ chết thôi. Tại sao vậy? Tại vì trước khi cái người đó chết họ phát ra một cái hơi. Cái mùi. Mà cái mùi đó nó hấp dẫn cái con chim cú nó tới. Nó tới cái kiếm đầu nó kêu lên vậy không? Thật sự không phải nó kêu tới là nó gọi hồn người đó đi, không có đâu. Nhưng nghe thấy tin là sợ quá, cái rồi nó tới có chuyện cái người chết. Hoặc cái một cái mùi gì đó trong nhà mà nó hao hao giống như vậy. Rồi nó bay ngang qua nó thấy cái mùi hấp dẫn quá, giống như đó đang nói bụng nghe cái mùi chiên xào nướng nướng vậy đó, ghé vô có thấy không?
Nhưng mà hãy gặp nó sợ. Có nhiều người đi thấy con rùa đi ngang qua quay về nó thì không thành công, còn bỏ lỡ cơ hội nữa. Mấy cái đó tôi nói đó là cái điều mê tín nha. Hồi trong phong thủy cũng nói là gặp xà thì đi, gặp quy thì về đó. Trời ơi, gặp rắn mừng quá trời, đi thành công luôn, thành bảy thành bả chết. Cái này không? Mấy cái điều đó thì không về cái dạng gì? Giới tranh thủ đấy. Nó thủ gì ở trong nữa, nó là những cái là tính, tính mà không có một cái gì để làm chứng minh được có. Cái điều gọi là mê tín dị đoan á. Mà giờ cái này nhiều lắm. Mà khi nó là kiến tức là có cái sự bám víu là nó đúng không? Mà bám víu chính là tâm tham, cho nên khi có tà kiến có ở đâu thì có tham. Nhưng khi có tham thì chắc có tà kiến. Nè, quý vị thấy cái món hàng này đẹp quá, thích thú mua về đúng không? Tâm tham đúng không? Có tà kiến không? Có sai không? Có sai không? Không. Thấy iPhone 6, iPhone 7 đẹp quá mua về, mà thấy đẹp quá thích thú là như thế nào? À. Có sai mấy lần đó không? Cho nên tôi đọc lại, nên là có tà kiến rồi đó các bạn. Mà nó là có tham. Nói nào mà không có tà kiến nữa các bạn đúng không? Nói nào không có tà kiến nữa có nhà mạng phải không? Chứ nói là nơi nào có nhà mạng nó có tà kiến. Đúng rồi, xin lỗi. Nơi nào có nhà mạng nó có tâm tham. Nha. Mà nó làm có tâm tham nó đó chưa có chưa chắc là có ngã mày. Ủa, tôi thích cái món đồ này là tao không? Có sự so sánh nào không? Không có tự hào nào không? Có mặc cảm không? Thì làm sao có tâm tham, có tài chiến, có quên có ngã mạng không? Ngã mạng là khi nào có tự hào đúng không? Hoặc là có tự tin mặc cảm đúng không? Nương ngay đây, tôi phúc món hàng đó, tôi mua món hàng đó, tham chưa? Có ngã mạng đó không? Nhưng mà hãy có ngã mạng đó, có tự hào trong đó thì có tham đó không? Có tự ti mặc cảm có tham đó. Tôi xin nói là khi nào nó có tà kiến thì nó có tâm tham, khi nào có ngã mạng thì nó có tâm tham. Nhưng khi có tâm tham chưa chắc người đó có tà kiến, chưa chắc người đó có ngã mạng. Rõ ràng vậy, có gì đâu, khó hiểu đâu. Dễ như anh trong trường, có chừng bị bắt xương thôi. Rồi. Tâm trí học cũng đẹp. Do tình ảnh hưởng của gặp quá mạnh. Do ảnh hưởng của gặp. Cho nên tâm trí học dần rất yếu. Bởi phóng dẫn người ta chuyện là bắt hết cảnh này sang cảnh khác, thị truyền cây đúng không? Và giống như con khỉ mà vừa hái cái bắp được tâm chặt mắt rồi thấy cái bắp khác, rồi giờ hái tiếp rớt xuống. Đó là tâm si họ phóng dẫn mình nó hấp nhiều cảnh, nhưng không trú trong một cảnh cho nên nó rất yếu. Mà đã không trú trong cảnh được thì có thể gọi có định hay có thiền được. Cái người mà cứ tâm ngồi như vậy, trời ơi nhà dột, trời ơi nợ đòi, người đó có an tâm để mà chú ý là đề mục được không? Nó quên cho ảnh hưởng không dạy không? Nó đang ngồi mà nói trời ơi mai điện nước tới thâu thì đâu đóng vậy trời, có an tâm để trong cái chú ý được cái đề mục không? Nó có thiệt. Vậy là nó lên rồi có không được phải như vậy. Không cái này mình về mượn ông A, mượn bà B, vân vân và vân vân đúng không? Thì tâm đâu ai cũng được thiền được đúng không? Do ảnh hưởng của phóng dật cho nên không phải có thiền duyên.
Lớp cái này nha. Nói này nó cũng đang nói nó không đang không có sức tiền đúng không? Đúng không? Tâm luôn luôn không phải là sức tự nhiên rồi. Tâm nó chỉ là sở duyên của sức tự nhiên chứ không phải là sự tự nhiên. Sự tự nhiên chính là sáu sắc mặt chung trước. Dạ không có sự tự nhiên, không có. Nó là nhị nhân đúng không? Ủa nó là mới nhất một nhân đúng không? Dạ không có. Thượng nhiên đúng không? Rồi. Dạ. Không có quả. Nó không có quả. Dễ đâu có điều đó đâu. Đúng không? Như vậy đây nó có bốn duyên đúng không? Nó có bốn duyên đúng không? Đúng không? Vậy thì tâm đi học không được. Có hai duyên. Không có bốn duyên. Là chúng tiền duyên, tưởng duyên, quả duyên, tiền duyên. Nghĩ giải lao đi. Nắm bắt nữa được không? Có nắm bắt được không? Giờ phải nắm được mấy cái lý đó.